Thưa quý vị và các bạn, với mục đích kêu gọi vận động quần chúng nhân dân tham gia cách mạng, tháng 6 năm 1943, tờ báo Bãi Sậy, tiền thân của báo Hưng Yên, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên chính thức ra đời. Phát huy truyền thống 80 năm qua, báo Hưng Yên thực sự là công cụ sắc bén của cấp ủy Đảng, là người bạn tin cậy của độc giả trong và ngoài tỉnh. Hình ảnh này là một phần bản dịch 3 số báo Bãi Sậy được tìm thấy trong tập hồ sơ chính trị của Tòa Đại sứ Pháp tại Hưng Yên mà địch gửi lên Phủ Thống sứ và Sở Mật thám Bắc Kỳ để báo cáo. Lúc bấy giờ, sự xuất hiện của báo Bãi Sậy, cơ quan tuyên truyền của tỉnh bộ Việt Minh có ý nghĩa như một ngọn cờ kêu gọi một sức sống mới trong công tác tuyên truyền, khơi dậy lòng yêu nước, vận động quần chúng tham gia cách mạng. Bị địch khủng bố gắt gao, có thời gian, báo Bãi Sậy phải chuyển thành bản tin Hưng Yên, báo tên lửa. Đến ngày 1 tháng 3 năm 1962, theo gợi ý của Bác Hồ, báo tên lửa được đổi tên thành báo Hưng Yên. Trong điều kiện chiến tranh gian khổ ác liệt, những tờ báo vẫn được ấn hành như những hồng cầu góp vào mạch máu của kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Tháng 6 năm 1967, tại Hội nghị Báo chí Toàn quốc miền Bắc, báo Hưng Yên được chọn để báo cáo điển hình. Sau 29 năm sáp nhập, trở thành báo Hải Hưng, ngày 1 tháng 1 năm 1997, ngay trong buổi lễ tái lập tỉnh, tờ báo Hưng Yên số 1 bộ mới đã đến với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh, là thông cáo báo chí đầu tiên của tỉnh Hưng Yên mới tái lập với bạn bè gần xa. Sáng ngày 2 tháng 1 năm 1997, tại lễ tiễn và đón đoàn cán bộ tỉnh Hưng Yên và làm việc theo đơn vị hành chính mới, hàng bao người xúc động nhìn thấy tờ báo Hưng Yên bộ mới với tên gọi Hưng Yên tươi rói sau 28 năm mới gặp lại. Ai cũng sốt sắng đón đọc khi đón nhận người thân xa cách mới trở về. Hiện lượng phát hành đã đạt 18.000 bản mỗi kỳ. Bắt nhịp với xu hướng báo chí hiện đại, báo Hưng Yên đã từng bước đầu tư cho chiến lược đa nền tảng, đa kênh, nhiều lần nâng cấp phiên bản đọc báo trên thiết bị di động, phát triển các trang nền tảng mạng xã hội. Tháng 11 năm 2018, báo Hưng Yên điện tử với hai ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Anh, truyền hình điện tử, phát thanh Internet chính thức ra đời. Tuy rằng hiện nay có rất nhiều kênh thông tin nói về Hưng Yên, nhưng mà tôi cũng như là những người bạn của mình thì luôn luôn tin tưởng trang báo Hưng Yên điện tử mỗi khi theo dõi cũng như cập nhật tin tức về quê hương. Ngoài ra, nhờ có kênh tiếng Anh của báo Hưng Yên điện tử mà bây giờ tôi có thể tự hào khoe với những người bạn quốc tế về quê hương của mình. Hiện nay, nhiều cái nền tảng truyền thông xã hội đã tạo ra sự cạnh tranh lớn cho các cái cơ quan báo chí. Trong bối cảnh đó, báo Hưng Yên không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao cái chất lượng cả về nội dung và hình thức, xây dựng trở thành cái cơ quan truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng, giữ vững tôn chỉ mục đích, góp phần đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương ngày càng hưng thịnh và yên bình. Luôn xung kích đi đầu trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng, đóng góp tích cực và quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hưng Yên. Sau ngày tái lập tỉnh đến nay, báo Hưng Yên đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì, hạng ba cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác của chính phủ và của tỉnh, đã khẳng định vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Báo chí chỉ thực sự có ảnh hưởng, có tác động khi mà những thông tin được lan tỏa một cách sâu rộng nhất, nhanh nhất đến với bạn đọc. Chính vì thế, một phương châm hành động của báo Hưng Yên trong thời gian tới đây rất quan trọng. Tôi mong muốn các đồng chí quán triệt ở đây là tích cực chủ động dẫn dắt dư luận xã hội, phản ánh đa chiều, trung thực, khách quan các đời sống kinh tế xã hội sao cho nhanh nhất, có sức lan tỏa rộng nhất. Các đồng chí cũng quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của đội ngũ cán bộ phóng viên, đặc biệt là quan tâm thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ về báo chí, gắn với đó, đấy là tiếp cận nhanh các cái phương thức làm báo mới, các công nghệ mới trong hoạt động báo chí để giúp chúng ta đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các cái sản phẩm báo chí, các hình thức truyền thông. Trong tiếng vọng âm vang báo Bãi Sậy, những người làm báo Hưng Yên hôm nay tiếp tục nối dài truyền thống quý báu, thực hiện sứ mệnh vẻ vang, phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân,
vinh dự tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao thôi thúc các thế hệ làm báo Hưng Yên chung sức đồng lòng, tiếp bước, giữ mãi ngọn lửa đam mê và cống hiến.